Chào mừng các bác và mọi người đã quay trở lại kênh Vũ Minh Nghệ VIP. Ngày hôm nay, shop trân trọng giới thiệu tới các bác cặp tượng Tỳ Hưu Phong Thủy, chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu. Cặp tượng này được thợ của shop chế tác thủ công tứ diện. Tượng sau khi hoàn thiện có chiều cao là 25, chiều dài 40 và chiều rộng là 14, liền khối 100%. Và ngay bây giờ xin mời các bác cùng ngắm chi tiết cặp tượng Tỳ Hưu Phong Thủy. Gỗ hương đá được chế tác rất đẹp và nghệ thuật. Cặp tượng Tỳ Hưu được shop giới thiệu hôm nay là cặp Tỳ Hưu có cánh và có hai sừng. Tượng được tạo hình với thế đứng, ngực ưỡn, mông nở, đuôi dài, bước chân vững chãi như hổ rất uy nghi. Các chi tiết của tượng như miệng, mắt, mũi, bờm lông, sừng, đôi cánh, đuôi và chân móng đều được đục chặt tách tỉa rất kỹ, rất đẹp, rất tuyệt vời. Tỳ Hưu còn có tên gọi khác là Chiêu Tài Thần Thú hay Thiên Lộc Thú. Tương truyền, Tỳ Hưu là đứa con thứ 9 của rồng, có nhiều quyền năng phép thuật. Tỳ Hưu miệng nhọn, răng sắc, thích ăn vàng bạc nhưng lại không có hậu môn để thải ra. Tỳ Hưu có thể chiêu hút những luồng khí trắng trong không gian để tích tụ vào cơ thể, từ đó tương cảm với gia chủ để chuyển hóa năng lượng, tạo ra sự may mắn cát lành. Ngoài tác dụng chiêu tài lộc, Tỳ Hưu còn là một linh vật có thể trừ tà hóa sát rất hiệu nghiệm. Tượng Tỳ Hưu cùng với tượng Thiềm Thử Cóc Ba Chân là hai linh vật có khả năng chiêu tài lộc mạnh nhất trong phong thủy. Chính vì thế mà tượng Tỳ Hưu cũng là dòng tượng linh vật luôn được giới doanh nhân, người làm công việc kinh doanh buôn bán tìm mua và trưng bày trong phòng khách, phòng làm việc hoặc tại cửa hàng kinh doanh. Vị trí đặt trên ban thờ thần tài thổ địa, trên két sắt, trên bàn thu ngân, tại cung thiên lộc hoặc góc tài vị của gia trạch. Đặc biệt khi mua hàng, nếu các bác có nhu cầu, chuyên gia phong thủy của shop sẽ hỗ trợ tư vấn vị trí, ngày giờ tốt căn cứ theo tuổi gia chủ để an vị tượng với mục tiêu mang lại sự trải nghiệm may mắn và thịnh vượng cho khách hàng. Các bác quan tâm đến cặp tượng Tỳ Hưu Phong Thủy gỗ hương đá cao 25, dài 40, rộng 14, vui lòng liên hệ đến shop qua 3 số hotline Zalo là 0818 999 679, 0982 212646 và 0849 838858, hoặc các bác truy cập vào website www.gominhnghevip.com để đặt mua hàng. Ngoài các tác phẩm tượng gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ được chúng tôi giới thiệu trên kênh YouTube, trên website Gỗ Mỹ Nghệ VIP, chúng tôi nhận chế tác gia công các sản phẩm tượng gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ khác theo yêu cầu riêng của khách. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của shop. Các bác yêu quý kênh hãy like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật các video mới nhất và hay nhất từ Gỗ Mỹ Nghệ VIP. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác và mọi người đã theo dõi video. Xin kính chúc các bác luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.